Đồ chơi chị em Nha Trang xin chào tất cả mọi người nha. Đây đây là một chiếc xe Vespa điện mới về bên em. Đó thì chiếc xe điện Vespa này thì hiện tại là cực kỳ hot luôn nha. Đó nó được ví y như một chiếc xe dành cho người lớn luôn. Đó cực kỳ đẹp luôn. Thì hôm nay em sẽ quay sơ cho các chị xem về ngoại hình của chiếc xe và test cho các chị xem các công tắc nha. Đó thì đầu tiên sẽ là bánh xe nè. Đó nhìn bánh xe cực kỳ chắc chắn luôn, thiết kế nhìn rất là sang, cái màu sơn của nó rất là bóng. Đó cực kỳ đẹp luôn. Đây bánh đúc đó và có đèn hai bên nè, ở đằng trước cũng có luôn nha. Đây còn cái logo Vespa này là logo dập này, cực kỳ sang, cực kỳ đẹp luôn đó. Nó có hai cái kính nữa nè, đó cưng chưa. Đây và chiếc xe này là chiếc xe điện bốn hai bánh lớn và một hai bánh nhỏ cho em nha. Hai mấy chị không thích cho các bé không, muốn tập cho các bé đi đi xe hai bánh thì các anh các chị có thể tháo tháo cái ốc vít của hai bánh xe này ra, đó là sẽ thành được một chiếc xe xe hai bánh đó. Và khi các chị mua là sẽ được tặng theo kèm theo cái củ sạc này để mình sạc vào xe của mình nha. Đó đây ở đằng sau này đó, nhìn y như một chiếc xe Vespa thiệt luôn đó. Đèn đồ này hai bên này đó cực kỳ đẹp luôn nha. Yên này là yên ngồi được hai hai bé luôn nha. Đó xe Vespa này có tải trọng là dưới 50 kg cho em nha, cực kỳ đẹp luôn. Ở bên đây là mấy cái loa này đó, hai cái kính nè đó, rồi bảng số hiển số nè. Đây thì cái xe này thì kết nối vào Bluetooth được luôn nha mấy chị. Đó đây là công tắc nút mở lên khởi động, còn đây nút tiến, nút lùi, nút stop, còn đây là chân ga cho em nha. Đó cực kỳ đẹp luôn. Thì bây giờ em sẽ test cho các chị xem nha. Đây đầu tiên là mở nguồn lên. Có đèn ở đằng sau luôn nè. Đó, cực kỳ đẹp luôn, y như một chiếc xe người lớn luôn nha. Đây, có đèn ở hai bên luôn. Và ở đầu xe nữa nè. Đó, cực kỳ đẹp luôn nha. Mấy bé nữ quá thường là thích mấy cái kiểu xe như thế này lắm luôn á. Đây, thì đây là khi các chị nhấn một nút á, thì sẽ là Bluetooth cho em nha. Này, là kết nối Bluetooth mấy chị mở nhạc này trên điện thoại nó sẽ phát ở trên này. Còn đây là nút, các nút mà kiểu như anh. Tăng volume rồi nè, rồi giảm rồi dừng lại. Ở đây là nó có cái đồ để mình gắm cho mình sạc xe, có một cổng USB và cái thanh này là hiện chỉ số mà còn pin nó để cho các anh chị biết ngõ sạc. Ở trên đây là nút còi và nút nhạc, hai bên đây là nút nhạc. Đó, nó sẽ có một bài khác nhau. Đó, nó đây là nút dừng nhạc nè, còn đây là nút còi. Còi cực kỳ to luôn. Rồi em sẽ tiếp tới nút tiến, nút lùi nha. Đây đây là nút tiến, khi các anh chị nhấn nút tiến về đạp chân ga đó xe sẽ tự chạy lên đó. Còn nút lùi này thì xe sẽ tự lùi xuống đó. Và nút stop là khi mà đạp chân ga là xe sẽ không di chuyển được nha. Đó cực kỳ an toàn, cực kỳ đẹp luôn đó, rất là dễ thương luôn nha. Hay. Rồi mấy chị thích mẫu này thì có thể là nhắn trên fanpage cho em hoặc là gọi về số hotline sẽ có nhân viên chat tin nhắn và tư vấn cho các anh các chị nha. Đó, em cảm ơn mọi người đã xem video. Tạm biệt mọi người.